Bạn có biết tập thể dục giúp tinh thần phấn chấn hơn, giảm thiểu năng lượng dư thừa, đem lại một sức khỏe tốt, đẩy lùi các nguy cơ về xương khớp khi phải ngồi làm việc quá nhiều? Chúng tôi xin giới thiệu cho bạn một phương pháp giải quyết hoàn toàn vấn đề mệt mỏi, dư thừa năng lượng và đau nhức xương khớp. Thanh Flexi-Bar từ Đức đã có mặt hơn 40 quốc gia trên thế giới, được giới thiệu bởi những chuyên gia sức khỏe hàng đầu, áp dụng được cho mọi lứa tuổi, từng nhu cầu như tập gym hay yoga. Với tính năng uốn dẻo, đàn hồi, các nhóm cơ luôn phải hoạt động liên tục với cường độ cao, mang đến hiệu quả đốt cháy calo một cách đáng kinh ngạc. Kết hợp các tư thế tập luyện khác nhau sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh toàn diện, tăng độ dẻo dai và linh hoạt của cơ bắp, hạn chế tối đa chấn thương do tập luyện gây ra. Đầu tư cho sức khỏe là khoản đầu tư khôn ngoan nhất. Hãy dành ra 30 phút mỗi ngày để tập luyện phương pháp này từ cơ bản đến nâng cao. Bạn sẽ có một sức khỏe tốt, nguồn năng lượng tích cực để bắt đầu ngày mới và một vóc dáng đáng mơ.